Ukraine phát động tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga, nổ liên tiếp, phòng không Nga căng mình đánh chặn. Theo World Street Journal, Ukraine đã phát động một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất nhằm vào lãnh thổ Nga. Ukraine pháo kích thành phố Donetsk do Nga kiểm soát. Tối ngày 21 tháng 1, hãng tin Reuters cho hay 25 người đã không qua khỏi, 20 người bị thương sau khi Ukraine pháo kích vào thành phố Donetsk do Nga kiểm soát ở miền đông Ukraine. Ông Alexei Kulemzin, thị trưởng thành phố Donetsk do Nga bổ nhiệm cho biết, Ukraine đã bắn phá vào khu vực Đông Đúc, nơi có nhiều cửa hàng và một khu chợ lớn. Các bức ảnh và video do Reuters ghi lại tại hiện trường cho thấy quang cảnh tang thương sau vụ tấn công. Ông Denis Pushilin, người đứng đầu vùng đôi nhát do Nga bổ nhiệm cho biết các cơ quan cứu hộ khẩn cấp đang làm việc tại hiện trường, trong khi chuyên gia pháp y cố gắng thu thập các mảnh khí tài được sử dụng trong vụ tấn công. Tại Moscow, Bộ Ngoại giao Nga gọi vụ tấn công này là hành động khủng bố man dợ do Ukraine thực hiện bằng khí tài phương Tây cung cấp. Nga lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công nguy hiểm nhằm vào dân thường, Bộ Ngoại giao Nga cho hay. Phát động cuộc tấn công tầm xa nhất vào lãnh thổ Nga, cũng trong ngày 21 tháng 1, tờ Kiev Independent cho biết Ukraine đã phát động tấn công vào các mục tiêu quan trọng nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Nhiều vụ nổ và hỏa hoạn lớn đã được ghi nhận tại các thành phố của Nga. Thông qua mạng xã hội Telegram, thống đốc khu vực Alexander Grosdenko cho biết kho cảng của công ty khí đốt tự nhiên Novatek của Nga bốc cháy tại cảng Ust-Luga, vùng Leningrad gần Saint Petersburg. Chính quyền địa phương không đưa tin về tổn thất về người, nhưng một số kênh truyền thông của Nga cho biết ít nhất 150 người đã phải sơ tán. Người dân ở các đô thị lân cận kể lại rằng họ đã nghe thấy âm thanh của máy bay không người lái UAV trước khi có tiếng nổ. Theo hãng tin Reuters, ít nhất hai vụ nổ đã được ghi nhận tại cơ sở của Novatech. Novatech là nhà sản xuất khí đốt tự nhiên độc lập lớn nhất ở Nga. Ông Drogrenko cho biết đám cháy tại Usluga đã kéo dài trong suốt nhiều giờ đồng hồ. Tờ Udenska Pravda dẫn một nguồn tin giấu tên cho hay Vụ nổ ở Usluga là kết quả từ hoạt động tấn công do cơ quan an ninh Ukraine lên kế hoạch. Theo ICI đây là một trong những cuộc tấn công tầm xa nhất của Ukraine nhằm gia tăng thiệt hại cho kinh tế Nga. Giới chức Ukraine cho rằng cuộc tập kích này không chỉ gây ra thiệt hại về kinh tế mà còn làm suy yếu khả năng cung cấp nhiên liệu cho các phương tiện chiến đấu của Nga. Các cuộc tấn công khác cũng được Ukraine phát động trong ngày 21 tháng 1 tại vùng Tula, Smolensk và Orion của Nga, nhắm vào các cơ sở hạ tầng quan trọng đối với quân đội Nga. Theo hãng thông tấn Ukraine các vụ nổ lớn và hỏa hoạn cũng đã được ghi nhận tại Tula. Về phần mình, Bộ Quốc phòng Nga xác nhận Ukraine đã tiến hành nhiều cuộc tấn công bằng UAV. Phòng không Nga tuyên bố bắn hạ một UAV ở Tula, một chiếc ở Orion và bốn chiếc khác ở Smolensk. Công ty phát thanh truyền hình công cộng Suspine, trụ sở tại Kiev, trích dẫn nguồn tin từ lực lượng đặc biệt Ukraine cho biết, nhà máy Chegovsky Van tại Tula, nơi sản xuất hệ thống phòng không di động Pansy cho quân đội Nga, là một trong số các mục tiêu bị tấn công. Nguồn tin từ cơ quan tình báo quân sự Ukraine HUR cho biết thêm, một mục tiêu khác của Ukraine trong ngày 21 tháng 1 là nhà máy hàng không Smolensk, nơi sản xuất tên hành trình Kh-59 của Nga. Nguồn tin từ HUR đồng thời xác nhận với Ukraine's rằng cơ quan này cũng đứng sau các vụ tấn công nhằm vào vùng Orion và Tula của Nga. Trước đó, trong ngày 18 tháng 1, Ukraine đã phát động cuộc tấn công bằng UAV vào kho dầu gần Saint Petersburg. Bộ Công nghiệp Chiến lược của Ukraine Alexander Kaminsin cho biết, Ukraine đã điều các UAV do nước này sản xuất bay qua quãng đường dài gần 1.250 km, tiến vào không phận Nga rồi tấn công một kho dầu ở xanh Petersburg. Một trong ba chiếc UAV được điều đi đã đánh trúng mục tiêu. Bộ Quốc phòng Nga sau đó xác nhận Ukraine đã sử dụng UAV trong cuộc tấn công vào kho dầu ở xanh Petersburg, nhưng tuyên bố đang ngăn chặn được cuộc tấn công. Theo kênh Telegram thân Nga Baza, mảnh vỡ của một trong những UAV bị bắn hạ đã rơi xuống các bể chứa dầu ở xanh Petersburg, gây ra đám cháy lan rộng khoảng 130 mét vuông. Thưa quý vị, sau khi cuộc phản công được phát động vào tháng 6 năm 2023 thất bại, Ukraine đã quyết định chuyển sang thế phòng thủ, dựng thêm nhiều công sự mới để bổ sung lực lượng. Hoạt động phòng thủ được tăng cường xung quanh các thị trấn Liman và Avdiivka tại Donetsk, cũng như khu vực Kupiansk ở khu vực Kharkov. Ngoài ra, thì Ukraine cũng xây dựng nhiều công sự kiên cố dọc theo biên giới của nước này với Nga và Belarus, kéo dài đến tận vùng lãnh thổ giáp với Ba Lan. Ukraine đã đào nhiều chiến hào nối tiếp nhau, dựng các ụ răng rồng bằng bê tông. Trung tâm chỉ huy dưới lòng đất trải khắp các vùng nông thôn rộng lớn. Hàng loạt công sự mới mọc lên dọc theo những khu vực quan trọng khi cuộc phản công của Ukraine được các nhà phân tích quân sự mô tả là chiến lược phòng thủ tích cực. Các chuyên gia quân sự cho rằng, chiến lược xây dựng hệ thống phòng thủ của Ukraine gần giống với chiến lược Nga xây dựng hệ thống phòng thủ của Nga, được biết đến với tên gọi phòng tuyến Surovikin gồm 3 lớp chiến hào bẫy xe tăng và các công sự kiên cố mà nga sử dụng để ngăn chặn cuộc phản công của ukraine phòng tuyến surovikin từng gây nhiều khó khăn cho các lữ đoàn xe tăng và xe bọc thép của ukraine do nato tài trợ ukraine được cho là đang áp dụng lại chiến thuật này nhưng kiev phải đối mặt với tình thế khó khăn hơn nhiều theo phân tích của các nhà chuyên gia quân sự lý do đầu tiên là hệ thống phòng thủ của ukraine thiếu sự vững chắc hơn so với các công sự của nga Tiếp theo, việc xây dựng các công sự kiên cố sẽ làm chậm bước tiến của Nga và giúp Ukraine không tiêu hao nhiều binh lực như hoạt động phản công, nhưng điều này sẽ làm giảm triển vọng giành lại các vùng lãnh thổ đã mất của Kiev. Phát biểu khi tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 19, phong trào không liên kết ở Kampala, Uganda, Tổng thư ký Antonio Guterres nhận định thế giới đang chứng kiến vòng xoáy bất ổn và biến động nhưng cũng mang đến những cơ hội mới cho các quốc gia và phong trào không liên kết trong việc dẫn dắt cộng đồng quốc tế hướng tới hợp tác sâu sắc hơn và chia sẻ thịnh vượng chung. Đây cũng chính là chủ đề của hội nghị cấp cao phong trào không liên kết năm nay. Sự tương đồng rõ ràng giữa các nguyên tắc của hiến chương Liên hợp quốc và các nguyên tắc bàn dùng của phong trào không liên kết. Phong trào không liên kết có một vai trò quan trọng tại Liên hợp quốc. Tôi đánh giá cao những đóng góp quan trọng của phong trào không liên kết cho lực lượng gìn giữ hòa bình quốc tế trong việc bảo vệ hiến trương Liên Hợp Quốc, luật pháp quốc tế, nhân quyền và giải trừ vũ khí hạt nhân. Phong trào không liên kết cũng là hình mẫu về tinh thần đoàn kết trong thời kỳ khủng hoảng, trong đó có đại dịch Covid-19. Theo người đứng đầu Liên Hợp Quốc, do thịnh vượng toàn cầu đòi hỏi phải có hòa bình và ổn định, nên hiện nay điều cần thiết là cải cách các cơ quan như Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vốn bị tê liệt bởi tình trạng chia rẽ chính trị, khiến việc đạt được các nghị quyết hiệu quả ngày càng khó khăn. Ông Guterres cho rằng, Hội nghị thượng đỉnh tương lai của Liên Hợp Quốc vào tháng 9 sẽ là cơ hội để xem xét cải cách và thúc đẩy các ý tưởng xây dựng lại lòng tin, cũng như tăng cường hợp tác đa phương. Ông Guterres cũng kêu gọi đạt được lệnh ngừng bắn nhân đạo khẩn cấp tại giải Gaza, trả tự do vô điều kiện cho các con tin và nỗ lực hết sức nhằm ngăn chặn cuộc xung đột giữa Israel và Hamas lan rộng ra toàn bộ khu vực. Ông một lần nữa khẳng định việc từ chối công nhận giải pháp hai nhà nước cũng như bóc bỏ quyền thành lập nhà nước của người Palestine là không thể chấp nhận được. Ngày 20 tháng 1, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã gửi điện chào mừng những người tham dự hội nghị cấp cao lần thứ 19 phong trào không liên kết tại thủ đô Kampala, Uganda. Tổng thống Putin nhấn mạnh Nga ủng hộ phong trào không liên kết. Theo ông Putin, phong trào không liên kết có uy tín nhất trên thế giới và Nga ủng hộ những nước tham gia phong trào này, nỗ lực bảo vệ sự bình đẳng, chủ quyền và lợi ích hợp pháp của các quốc gia theo hiến trương Liên Hợp Quốc. Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng, sự hợp tác giữa Nga và phong trào không liên kết sẽ giúp giải quyết các vấn đề cấp bách trong chương trình nghị sự khu vực và toàn cầu, tăng cường an ninh và ổn định trên thế giới. Phong trào không liên kết được thành lập năm 1961 nhằm bảo vệ lợi ích của các nước đang phát triển trong bối cảnh chiến tranh lạnh, đang ở trong giai đoạn gái cấn kể từ khi thành lập, phong trào không liên kết đã không ngừng phát triển. Đến nay có 120 nước thành viên, 17 nước quan sát viên và trở thành tổ chức có số lượng thành viên lớn thứ hai thế giới sau Liên Hợp Quốc.